Thưa quý vị, thông tin ASEAN sẽ bắt đầu triển khai kế hoạch trở thành cộng đồng kinh tế chung từ năm 2015 được nhiều nhà đầu tư và doanh nghiệp quan tâm. Không những là các nhà đầu tư trong khu vực mà cả ngoài khu vực, giới quan sát cho rằng cộng đồng kinh tế ASEAN sẽ thúc đẩy kinh tế của khu vực Đông Nam Á tăng trưởng hơn nữa. Nhưng bên cạnh đó thì cũng có người băn khoăn liệu ASEAN tránh được vết xe đổ của EU, một thị trường kinh tế hợp nhất đang gặp nhiều khó khăn về tài chính và xã hội. Vậy những cơ hội và thách thức của ASEAN khi trở thành cộng đồng kinh tế chung là gì? Phóng viên của FBNC đã có cuộc trao đổi với ông Hong Meng Kit, Giám đốc Liên đoàn Thương mại Singapore về vấn đề này nhân dịp ông tham dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam Singapore 2013 được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 17 tháng 4 đến ngày 19 tháng 4. Theo các chuyên gia thì khi cộng đồng kinh tế chung ASEAN được thành lập, hàng hóa, dịch vụ sẽ được lưu thông tự do, lao động sẽ luân chuyển linh động hơn giữa các nước trong cộng đồng. Như vậy thì có phải cộng đồng kinh tế chung ASEAN đang hướng đến việc trở thành một thị trường hợp nhất không thưa ông? Vâng, tôi nghĩ là mục tiêu của cộng đồng kinh tế chung ASEAN là trở thành một thị trường hợp nhất. Chúng tôi hy vọng điều đó sẽ sớm xảy ra nhưng phải từ sau năm 2015, khi quá trình chuẩn bị bắt đầu. Tôi tin rằng tất cả những nhà lãnh đạo ASEAN đều muốn biến khu vực của chúng ta trở thành cộng đồng kinh tế hợp nhất càng sớm càng tốt, vì điều này rất có lợi cho các doanh nghiệp. Các hàng rào thương mại khi đó sẽ được hoàn toàn dỡ bỏ, doanh nghiệp của các nước dễ dàng hợp tác với nhau hơn. Việc đầu tư của doanh nghiệp nước ngoài trở nên dễ dàng hơn. Dù vậy, để đạt được điều đó, các nước cần phải dung hòa các nguyên tắc và chính sách. Tôi không cho rằng điều đó dễ dàng, nhưng với quyết tâm của các nhà lãnh đạo, cộng với tác động từ phía doanh nghiệp của nhà nước, một thị trường ASEAN hợp nhất sẽ sớm ra đời. Liên minh châu Âu EU cũng là một thị trường hợp nhất, nhưng hiện nay đang có những dấu hiệu bất ổn của thị trường này. Vậy thị trường ASEAN có gì khác biệt và chúng ta có thể học được gì từ bài học của EU? Tôi nghĩ EU và cộng đồng kinh tế ASEAN là hai mô hình thị trường hợp nhất khác biệt. EU có quy mô lớn hơn và bao gồm cả khối Eurozone, có cùng một hệ thống tiền tệ, một đồng tiền chung. Tuy nhiên, tôi đồng ý rằng chúng ta có thể học hỏi từ bài học của EU. EU hiện đang có vấn đề bởi sự liên kết giữa các nước quá yếu ớt. Điều này có thể kéo nền kinh tế của cả khu vực đi xuống. Các nước như Hy Lạp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha đang chật vật phải giải quyết các vấn đề tài chính của họ. Chính vì thế, 10 nước trong khu vực ASEAN của chúng ta cần phải duy trì một mối liên kết mạnh mẽ với nhau, cũng như các nước láng giềng và các nền kinh tế lớn trên thế giới như Mỹ, Trung Quốc và Ấn Độ. Nhưng liệu có khó khăn gì đối với một nền kinh tế hợp nhất nhưng lại có nhiều loại tiền tệ hay không? Đó cũng chính là một trong những nguyên nhân khiến EU sử dụng chung một loại tiền tệ. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng ASEAN còn phải rất lâu mới tiến đến sử dụng chung một đồng tiền, bởi vì khi đó các chính phủ phải điều chỉnh các chính sách tài chính sao cho phù hợp với các nước khác, và điều này cần một thời gian dài thông qua quá trình đàm phán phức tạp. Tuy nhiên, chúng ta có thể sử dụng những loại tiền tệ quốc tế như đô la Mỹ hay đồng yên như hiện nay, hoặc có thể sử dụng đồng tiền quốc gia của mình nếu như các doanh nghiệp có thể thỏa thuận được với nhau. Còn về sử dụng đồng tiền riêng ASEAN, có lẽ chúng ta phải chờ một thời gian nữa. Thưa ông, các nước ASEAN vốn có trình độ phát triển kinh tế không giống nhau. Vậy khi cộng đồng kinh tế ASEAN được thành lập, làm sao có thể cân bằng được lợi ích giữa các nước? Chúng ta có thể cân bằng lợi ích của các nước. Hãy lấy Việt Nam và Singapore làm ví dụ. Singapore là một nền kinh tế đã phát triển. Việt Nam là nền kinh tế mới nổi. Chính vì vậy, các nhà đầu tư Singapore đã đến Việt Nam. Nhưng họ không chỉ đến để đầu tư, mà họ còn đào tạo nguồn nhân lực. Chẳng hạn doanh nghiệp Singapore đến Việt Nam xây khách sạn, thì họ phải đào tạo nhân viên có chuyên môn trong ngành khách sạn nhà hàng. Hay như khu công nghiệp Việt Nam Singapore, các nhà đầu tư không chỉ xây dựng các nhà máy, họ còn đào tạo kỹ thuật cho người công nhân, chuyển giao công nghệ, nhờ đó người lao động của vùng đó có kỹ năng hơn và có chất lượng cao hơn. Có nghĩa là một khi các nhà đầu tư được rộng cửa để vào một quốc gia có nền kinh tế đang phát triển, họ không chỉ đem tiền vào mà còn đem các kỹ thuật cao và công nghệ vào nữa. Có thế thì họ mới duy trì được môi trường đầu tư của mình về lâu dài được. Nếu như Đức giữ vai trò chủ đạo trong cộng đồng EU, thì nước nào sẽ giữ vai trò này trong cộng đồng chung ASEAN nếu cộng đồng này được thành lập trong tương lai thưa ông? Tôi nghĩ sẽ có rất nhiều nền kinh tế chủ đạo. Nền kinh tế Singapore hiện nay đang phát triển tốt dù GDP năm nay không cao do kinh tế suy giảm. Malaysia, Indonesia đang tăng trưởng tốt, nền kinh tế Philippines đang phát triển theo hướng tập trung vào ngành tài chính. Dòng vốn đầu tư đang chảy vào Philippines rất nhiều. Thái Lan thì đã kiểm soát khủng hoảng chính trị thành công và đang thu hút đầu tư trở lại. Nền kinh tế Việt Nam cũng đang tăng trưởng tốt,
còn Myanmar thì được xem là ngôi sao đang lên của Đông Nam Á. Khi chúng tôi thực hiện khảo sát với các doanh nghiệp tại Singapore, tất cả họ đều muốn đầu tư vào Myanmar. Vì vậy, một lần nữa tôi muốn nói, ASEAN sẽ không chỉ có một mà nhiều nền kinh tế chủ đạo. Theo ông thì Việt Nam cần thúc đẩy những lĩnh vực nào để chấp lấy thời cơ khi ASEAN trở thành cộng đồng kinh tế chung? Việt Nam có gần 90 triệu dân, dân số Việt Nam rất trẻ, có kỹ năng, có khả năng kinh doanh. Tôi nghĩ các bạn nên phát triển các ngành như công nghệ thông tin, dịch vụ và truyền thông. Tôi thấy người Việt Nam có năng khiếu về ngôn ngữ và kỹ năng tin học rất tốt. Đó chính là các yếu tố có thể giúp người Việt Nam thành công trong kinh doanh. Tôi đề nghị các bạn trẻ Việt Nam nên học các ngành công nghệ cao và khởi nghiệp kinh doanh. Nhờ đó có thể giúp Việt Nam tạo nên sự khác biệt và nét nổi bật trong ngành dịch vụ và công nghệ cao. Đến đây thì xin được khép lại bản tin đặc biệt nhân ngày 19 tháng 4. Và một lần nữa cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin kỳ sau.